lại một lần nữa để coi coi căn hộ nào sẽ cúp điện. Còn lại ba lô chính giữa, và ba cái vị trí này sẽ thể hiện ba cái đáp án, và chỉ có một đáp án đúng mà thôi. Nhiều khi chưa chắc chúng ta biết đáp án nào chính xác, thì chúng ta có thể rải người ra cả ba ô này ha. Mời đáp án. Đáp Park Ji Sung, Ki Sung Yuan, Song Hang Min. À, các em có nghe qua tên của những nhân vật này bao giờ chưa? Mời các em xem câu hỏi nào. Cầu thủ châu Á đầu tiên đạt mốc ghi trên 50 bàn tại ngoại hạng Anh bắt đầu. Còn 10 giây. Nên rải người ra đi. 3, 2, 1. Như anh đã nói, nếu chúng ta không biết chắc đáp án thì cái cách tốt nhất là chúng ta phải rải đều lực lượng ra ở các vị trí. Ở đây anh thấy em trai là trong một vài giây cuối cùng em đã chạy qua cái vị trí Song Hang Min. Mình có một cái cơ sở gì đó để mình lựa chọn vị trí này. Dạ, em rải ra để bảo toàn số lượng. Bảo toàn số lượng. Nếu lỡ như một trong ba ô là đáp án đúng thì cũng có người của mình, đúng không? Hy vọng rằng cái ô có đội trưởng Minh Dự sẽ là đáp án đúng, để mình giữ được 10 triệu cho mình nha. Mà vui ha, lúc nào cũng có một bé bánh bao kè kè vui ha. Em biết ta bảo vệ Minh Dự tới cơm. Vô trong đó rồi ai cũng như ai khỏi bảo vệ mà. Em nói vậy cho em run lắm chị ơi. Anh sẽ công bố đáp án. Ki Sung Yuan, xin mời. Đây là đáp án sai. Chiếc két sắt đã rơi xuống thưa quý vị. Dự, anh biết rằng hình như là em cũng không quan tâm nhiều lắm đến thể thao đúng không? Em thề không biết. Cái nhã. Dạ biết ít lắm anh, nhưng mà tự nhiên sao cái suy tính của mình là mình phải đi theo anh Dự. Em nghĩ là anh Dự cái gì đó. Nhưng mà suy tính của anh là phải đi theo em đó. Thì tại vì suy tính anh đi theo em, là bây giờ suy tính của em là đi theo anh đó. Đi theo bằng niềm tin đó anh. Bây giờ tụi em đặt niềm tin cho nhau rồi. Và bây giờ anh sẽ công bố hai đáp án này một lúc. Park Ji Sung, Son Hang Min. Cái nào đúng, cái nào sai. Mời đáp án từ chương trình. Hoặc là đội mình chỉ còn lại một thành viên, hoặc là sẽ còn lại hai, nhưng trong đó có đội trưởng. Cũng hơn rồi, nãy chạy qua đây nè. Park Ji Sung là một cầu thủ nổi tiếng của Hàn Quốc, thi đấu cho câu lạc bộ Manchester United từ năm 2005 cho đến năm 2012. Son Hang Min là đáp án chính xác. Em ơi, hên quá em ơi. Hên lắm. Nãy lẽ ra là em chạy vô em đứng chung với lại Dự luôn rồi đúng không? Em mà đứng vô trong đó một cái là coi như bây giờ đội của Tuyền Mập lại đi thẳng vô vòng trong luôn. Dạ xong luôn. Hên quá quý vị ơi, trong 1-2 giây cuối cùng thằng em nó phóng qua bên này nó đứng, nhờ vậy mà còn sót ra được một người của đội bánh bao. Bây giờ em muốn thăm thân không? Thăm coi những người bạn của mình bây giờ như thế nào, trong đó có cả đội trưởng nữa nghe. Cho kết nối với căn phòng trống nào. Trời ơi, cái gì chứ không có chuyện đó trời. Thì tên bánh bao mà em nghe cái tên là mình thấy có huông rồi. Trời ơi. Bánh bao chiều, đúng là cánh bốn cái bánh bao chiều nghe. Dự ơi, Dự. Đúng rồi, cố lên. Dự ơi, bây giờ em thấy nó làm sao em? Niềm tin. Là bạn còn có lúc hết pin mà. Còn Nhã sao em? Nói chung là thôi kệ, lỡ anh ơi, thời tới cản kịp. Vô căn phòng trống là thời tới đó hả? Thời rớt dạ, tới cản kịp. Tới cản kịp. Cái thời gì sao mà đen tối quá vậy? Mấy ba người đứng tỉnh lại liền, tôi chạy qua đây kia liền. Dự ơi, dầu sao em cũng là đội trưởng rồi Dự. Bây giờ chịu khó mình vén cái cơ mặt lên cho nó tươi. Vén lên. Ờ đó, đẩy lên. Đó. Cho em nó có tinh thần. Anh, giờ mình được cứu một người. Đương nhiên, qua vòng 2 em sẽ dùng cái quyền hồi sinh để cứu một người. Ai muốn được cứu, nói cho anh nghe. Bây giờ nè, mà mình nên cứu chiếc la bàn đa năng không? Anh suy nghĩ lại đi. Em nghĩ là nên cứu đội trưởng. Một lát nữa em sẽ đưa ra quyết định của mình nha. Còn giờ bốn anh em ở trọng ngồi hàng nguyên tâm sự đi tạm biệt. Hay không? Không đơn giản. Từ một cái đội mà tới bốn thành viên nhiều hơn mình, mà giờ đó, còn có một người nhìn cô đơn hết biết. Tới phiên đội mình mà thì cẩn thận nha. Mời bánh mì.
Mời đáp án từ chương trình. Cảng Singapore. Hả? Cảng Manila. Cảng Bangkok. Ba cái cảng. Chà, coi bộ nó cũng cản cái đường tiến thân của mình đó em ơi. Dạ. Cảng nào lớn nhất Đông Nam Á? Bắt đầu. Giờ ba người chia ra ba ô. Bangkok, Manila là Philippines với Bangkok. Philippines, à, Philippines, Singapore. Hai cái thôi. Đứa nào là tôi đi. Đừng bắt cóc. Nếu không chắc chắn thì mình nên chia lực lượng ra nha. Giống như đội nãy đó. Vì sao Tuyền lại chọn cảng Singapore? Dạ, bởi vì Singapore là nước đảo, hầu như là tất cả là đều là cảng hết rồi. Nên em nghĩ sẽ có cảng lớn. Còn em trai? Em thì nghe theo chị Tuyền, em cũng không biết luôn. À, tức là chị Tuyền xúi em vô cảng Manila là em vô. Thì Philippines cũng giáp với biển nhiều lắm. Thái Lan thì cũng có biển nhưng mà không biết sao xúi vô hai ô thì kỳ. Cũng là một cái sự mạo hiểm đó. Nếu như cảng Bangkok là đáp án đúng thì các em coi như là dọn đường cho đội của bánh bao, người ta vào thẳng dòng đặc biệt. Không sao đâu, nói chung là làm sao mà vấp ngã được em ơi, không sao đâu. Chị anh sẽ công bố đáp án đầu tiên là... Bên này đi anh. Cảng Manila. Không sao đâu, chị nghĩ không sao đâu. Vô trong đó rồi chị thăm mà. Em yêu chị. Còn không thì mình ở lại với chị thôi, sao đâu. Ủa mà em ở lại là chị đi đó. Mà lỡ như nó đi rồi bên kia được mình đi luôn. Đáp án này đúng hay sai? Không, không, không. Trời ơi, yêu tôi. Thành viên nam còn lại của đội bánh mì cũng đã ra đi. Cảng Manila là đáp án không chính xác. Còn lại Singapore và Bangkok. Chứ thấy thật sự là lo lắng. Phải chi mà ít nhất còn một người đứng bên cảng Bangkok đi thì mình có niềm tin chắc chắn là sẽ có một người vào. Để xem hai đáp án này, đáp án nào chính xác. Liệu rằng đây có phải là đội đầu tiên lập cái kỷ lục tại chương trình là kết thúc vòng 1 là một đội đi về luôn hay không? Xin mời. Cùng lắm thì mình vô mình gặp bạn mình thôi. Không sao, không sao. Nhưng mà sao nhìn đi sợ không? Hồi hợp chơi. Trời ơi, mừng quá. Cảng Singapore là đáp án đúng. Dạ. À, là cái cảng lớn nhất. May mắn hơn đội bên kia. Hai người là 10 triệu đồng. Yeah. Rồi, bây giờ mình gặp gỡ những người bạn. Xin mời. Không có gì buồn, không có gì buồn. Không có gì buồn hết. Lúc nãy là tính nhảy qua chỗ chị luôn rồi đó. Em ơi, thí dụ mà nhảy qua chỗ chị mà bỏ đi hai cái nước kia cũng có biển nữa là hồi hộp lắm luôn đó em nha. Anh nghĩ là cái cách mà chúng ta chia người ra như vậy nó là hợp lý. À, mặc dù là mình mất đi một thành viên nó cũng tiếc thiệt. Dạ. Nhưng mà dù sao nó cũng sẽ có cái xác suất nó an toàn cao hơn chút xíu. Em phải nhớ rằng thí dụ như chị với con bé mà chọn sai thì còn một mình em ở lại em đẻ trứng. Không lẽ là không được thi nữa sao? Bây giờ các em vòng 2 ai muốn quay trở lại hãy nói lên ý kiến của mình nè. Em muốn quay lại. Nếu như mà thắng à, không, em quay lại em sẽ dẫn chị và bạn cả nhóm đi ăn chè. Trời. Em ơi, ăn chè là em phải dắt cả 5 thành viên của nhóm mình đi. Em nào cảm thấy mình có nhiều kiến thức nhất thì giơ tay lên. Rồi, thôi tạm biệt các em nha. Một lát chúng ta sẽ biết kết quả như thế nào. Tạm biệt, mời các em về chỗ. Như vậy là chúng ta đã kết thúc vòng thi đầu tiên. Bây giờ anh sẽ công bố cái số tiền thưởng mà các em đang tích lũy được cho đến thời điểm này. Đội bánh bao còn là một thành viên và các em đang có trong tay số tiền là 17 triệu đồng. Bánh mì 21 triệu đồng. Chưa. Còn đội trưởng đứng sừng sững ở đây thêm 10 triệu nữa, 31 triệu đồng. Khi các bạn vượt qua được vòng 2 thì các bạn mới giữ lại được số tiền mà chúng ta đang có nha. Yeah. Vì vậy, vòng 2 sẽ là một vòng thi cực kỳ quan trọng. Hãy nghỉ với Lao ít phút trước khi chúng ta tiếp tục đến vòng thứ 2 của chương trình quý vị nha.
quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Chọn Đâu Cho Đúng. Đây là vòng thi thứ hai. Nhưng mà trước khi bắt đầu vòng thi này, chúng ta sẽ biết là các đội quyết định dùng cái quyền hồi sinh để giải cứu ai. Xin mời. Chào đón các bạn đã quay trở lại với chương trình. Xin mời các bạn quay trở về đội. Nãy cái kết sắt nó rơi xuống em sợ không? Vừa sợ hãi mà vừa thất vọng chính mình nữa anh. Ừ dạ. Nhưng mà thật ra nó không phải nằm trong lĩnh vực của em. Dạ. Lúc đó chỉ biết rải đều cho an toàn thôi à. Còn em sao? Khi em bước ra ngoài này, hai người bạn còn lại trong đó chắc buồn lắm hả? Em sẽ cố gắng giật giải cao nhất về cho hai bạn. Giật giải cao nhất để thấy rằng là cái việc mà người ta dùng quyền hồi sinh cho em nó xứng đáng. Dạ. Em nghe nói là hình như là hạ gục hai người ở trong đó rồi mới đi ra đây. Ủa được dạ. Đó anh. Rồi. Đánh cho xỉu hết. Vòng thứ này có tên gọi là cùng đối đầu. Anh sẽ đọc câu hỏi cho từng đội. Các em khi nghe câu hỏi của anh, hãy nhìn lên màn hình, bởi vì trên đây nó sẽ hiển thị cái đáp án luôn. Nhưng có điều là cái đáp án này đã bị hoán đổi vị trí của các chữ cái. Phải nhìn và đoán ra xem cái đáp án đó là gì. Nếu như trong 15 giây các em không có đáp án, chiếc két sắt sẽ rơi xuống. Vòng chơi này sẽ kết thúc khi một trong hai đội không còn thành viên nào cả. Nhớ nha. Bây giờ thì đội của Minh Dự, ai đi đầu tiên? Anh Tuấn. Còn bên đội này, Thanh Thanh. Anh Tuấn và Thanh Thanh, mời các em vào vị trí. Chú ơi, câu hỏi dành cho anh Tuấn. Thành phố nào có chợ nổi Cái Răng? Bắt đầu. Cần Thơ ạ. Chính xác. Này chắc Dự rành lắm không Dự? Có chợ nổi Cái Răng cái em rành. Tại em có cả hàm răng. Chẳng những rành chợ Cái Răng mà còn rành huyện Mỏ Cày nữa anh. Đây là một cái chợ rất là nổi tiếng ở Cần Thơ. Bây giờ đến với Thanh Thanh nè. Câu hỏi dành cho em. Gia vị nào không thể thiếu của người dân Ấn Độ khi chế biến món ăn? Cà ri. Chính xác. À, ngay cả những cái bịch cà ri mình mua ngoài chợ cũng có hình cong Ấn Độ, đội cái nón, hàm râu quặp lên, nhìn rất là dễ thương. Tiếp theo, anh Tuấn. Một tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng có nhân vật bà Phó Đoan. Bắt đầu. Số đỏ. Số đỏ, chính xác. Nãy giờ các em cũng may mắn là bởi vì cái dãy ký tự á, nó cũng ít, nó có 4-5 ký tự thôi, cho nên là cũng dễ đoán. Thành Thành. Đồ dùng để bảo vệ dưới nước nhưng lại bị cấm sử dụng trong thi cử. Bắt đầu. Cái phao ạ. Chính xác. Các thầy cô hay nhắc là không có được quay cóp bài, mà hay gọi những cái tài liệu mà người ta quay cóp là cái phao, giống như cái phao cứu sinh vậy đó. Quăng phao. Học sinh nhiều khi không có biết câu trả lời đó, có cái phao nó cứu vớt, cho nên ta hay gọi là cái phao. Đó là một cái cách dùng từ lóng để nói về cái việc mà thi cử có tài liệu. Tiếp theo, anh Tuấn. Đây là động dài nhất châu Á thuộc tỉnh Quảng Bình. Bắt đầu. Động Thiên Đường ạ. Chính xác. Em đã từng đến đây chưa? Dạ chưa. Động Thiên Đường thì mới là đáp án đúng. Mặc dù vẫn còn rất là nhiều những cái động thiên nhiên nữa, mà trong đó Sơn Đòn là nổi tiếng cả thế giới luôn. Nếu như có dịp hãy đến Động Thiên Đường đi, đẹp lắm em nha. Thanh Thanh. Nơi được ví như là lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng. Bắt đầu. Nói đi em. Chiếc két sắt đã rơi xuống. Thanh Thanh không có câu trả lời. Tuyền biết không em? Dạ, dạ đó là đảo Sơn Trà. Bán đảo Sơn bán đảo Trà. Bán đảo Sơn Trà, đó là đáp án đúng. Mình đã mất đi một thành viên. Bây giờ coi như là hai bên tương quan lực lượng với nhau nè. 2-2. Ai sẽ là người thay thế Thanh Thanh? Còn em trai Yên Thiên và anh Tuấn. Câu hỏi dành cho Tuấn đây. Ca khúc có điều nhảy hài hước với hơn 3 tỷ lượt xem trên kênh YouTube. Bắt đầu. Gangnam Style ạ.
Gangnam Style. Chính xác. Với điệu nhảy mà từng một thời gian khuynh đảo cả thế giới, Gangnam Style. Tiếp theo, Phi Thiên. Phim điện ảnh đầu tiên của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc bắt đầu. Trời ơi, có chăn dịch nè.